An ninh ở châu Âu dối như tờ vò, với xung đột nảy lửa ở Ukraine và các cuộc so kè giữa các cường quốc. Sputnik đưa tin UAV trinh sát ác điểu của Mỹ vắng bóng ở Biển Đen sau vụ va chạm với Nga hồi tháng 3. Tại sao như vậy? Ở chiến địa Ukraine, Kiev được cho là đã thu được khí tài hủy diệt khét tiếng của Nga. Đó là gì? Giao tranh sụp sôi, Đan Mạch Hà Lan tặng 14 xe tăng chiến thần báo đốm cho Ukraine. Đáng chú ý Tổng thư ký NATO thăm Kiev lần đầu tiên từ khi xung đột nổ ra. Ông Lukashenko nói Nga, Belarus đứng vững trước nước cờ quỷ quyệt, kéo hai nước vào thế chiến thứ ba. Một số tin tức đáng chú ý khác, Hải quân Nga cách chức tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương sau cuộc tập trận tác chiến bất ngờ. Đặc phái viên Trung Quốc nói Mỹ đã tham gia phổ biến vũ khí hạt nhân tại châu Á. UNICEF cho biết nhiều người mất niềm tin vào vaccine dành cho trẻ em ở cuối bản tin, người Úc chiêm ngưỡng nhật thực lai hiếm gặp. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, căng thẳng ngày một thiêu đốt châu Âu không chỉ do lò lửa Ukraina, mà còn vì sức nóng từ các cuộc răn đè không khoan nhượng giữa một bên là Nga và một bên là Mỹ và các đồng minh. Trong đó thì biển đen được ví như một sàn đấu khốc liệt. Sputnik News mới đây đưa tin về sự vắng bóng bất ngờ của các máy bay không người lái ác điều Global Hawk của Washington tại Hắc Hải. Liệu cú va chạm hồi tháng 3 với tiêm kích Nga có phải là nguyên nhân khiến cho Mỹ thận trọng hơn không? Dữ liệu từ trang web theo dõi các chuyến bay Flightradar 24 và một số phân tích của truyền thông Nga Sputnik cho thấy, Mỹ đã hoàn toàn ngừng triển khai các máy bay không người lái ác điều Global Hawk ở ngoài khơi bán đảo Crimea sau vụ máy bay không người lái MQ-9 Reaper va chạm với tiêm kích của Moscow trên Biển Đen. Được biết vào giữa tháng 3, chính phủ Mỹ cáo buộc tiêm kích Su-27 của Nga xả nhiên liệu và va chạm với một UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, hoạt động gần bán đảo Crimea. Không quân Hoa Kỳ sau đó phải cho UAV rơi xuống biển. Nga phủ nhận việc tiêm kích nước này tấn công máy bay không người lái của Mỹ, đồng thời nói rằng phi công Mỹ đã thiếu nhạy bén và điều khiển UAV không thành thục dẫn đến vụ việc nói trên. Theo Flight Radar 24, lần cuối cùng một máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ bay qua Biển Đen ở ngoài khơi bờ biển Crimea là vào ngày 21 tháng 3, kể từ đó, máy bay giám sát không người lái của Mỹ được triển khai tại căn cứ không quân ở Shishin thuộc Ý đã không còn hoạt động trên không phận biển đen. Trước đó, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành trung bình 8 đến 10 chuyến bay do thám trên vùng biển này mỗi tháng. Trong khi đó, từ ngày 21 tháng 3 đến 20 tháng 4, UAV Global Hawk của Hoa Kỳ chỉ thực hiện 3 chuyến bay từ căn cứ không quân ở Sishin. Tuy nhiên, những chuyến bay này đã được thực hiện trong danh giới không phận Rumani, ở khoảng cách hơn 400 km từ Crimea, tức nằm ngoài phạm vi hoạt động của hệ thống radar trang bị cho UAV. Được biết Global Hawk có thể bắt được hình ảnh radar ở phạm vi tối đa 200 km. Một nguồn thạo tin xác nhận với Sputnik rằng lần cuối cùng một máy bay không người lái giám sát Global Hawk của Mỹ bay qua khu vực ngoài khơi bờ biển Crimea là vào ngày 21 tháng 3. Các nguồn tin của Sputnik cho biết sau sự cố máy bay không người lái Tripper rơi xuống biển đen vào ngày 14 tháng 3, máy bay trinh sát không người lái Global Hawk chỉ thực hiện thêm hai chuyến bay ở khu vực, bao gồm ngày 17 tháng 3 và 21 tháng 3. Cả hai lần triển khai đều ở khoảng cách không quá 140 km từ bờ biển phía nam của Crimea. Rõ ràng, Mỹ đã xác định các chuyến bay tiếp theo ở gần bán đảo Crimea là không thực tế, một mặt là máy bay không người lái không thể thu thập đủ lượng thông tin cần thiết. Mặt khác, sau vụ va chạm ngày 14 tháng 3, phía Mỹ quan ngại có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ có thể mất các khí tài như vậy. Trong khi đó, một chiếc Global Hawk có giá thành đắt hơn nhiều lần so với UAV Driver. Nó cũng được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất. Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk là máy bay giám sát không người lái tầm cao do không quân Hoa Kỳ vận hành và được xem là một khí tài bền bỉ được dùng để thu thập tin tình báo và hỗ trợ các lực lượng quân sự hoạt động trên thế giới. Global Hawk có khả năng bay tới 3-6 giờ, tầm hoạt động lên tới 22.000 km. Máy bay không người lái được trang bị nhiều thiết bị trinh sát khác nhau, bao gồm radar, hệ thống theo dõi quang học và cảm biến hồng ngoại. Ở chiến địa Đông Âu, khi xung đột ngày càng cao trào, Nga-Ukraine bị cuốn vào cuộc chạy đua phô diễn những khí tài tiên tiến. Thời gian qua, hỏa thần nhiệt áp bão mặt trời Tosh-1A của Nga đã khuấy đảo chiến trường và được xem là cơn ác mộng đối với Ukraine. Tuy nhiên, Eroation Time hôm 20 tháng 4 cho biết vũ khí đáng sợ này của Moscow đã bị Kiev thu giữ. Video xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một hệ thống pháo phản lực đa nòng Tosh-1A được quân đội Ukraine di chuyển ở khu vực Bakhmut thuộc chiến địa miền Đông. Eroation Time cho biết, Nga đã sử dụng rộng rãi vũ khí nhiệt áp trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là khí tài có sức hủy diệt khét tiếng trên diện rộng. Tuy nhiên, dường như Ukraine đã phá hủy được át chủ bài này của Nga, thậm chí còn thu giữ một số hệ thống TOS-1A. Theo các số liệu do blog quân sự Aorist tổng hợp, Nga đã mất tới 5 hệ thống TOS-1A và một hệ thống bị hư hại. Trong số này, Ukraine thu giữ được 4 chiếc, 2 chiếc trong đó bị hỏng. Lần gần nhất Kiev thu giữ được hệ thống này là vào ngày 2 tháng 4, trong tình trạng hỏng hóc Trước đó có hai chiếc rơi vào tay Ukraine lần lượt vào năm ngoái và giữa tháng 3 năm nay. Hiện chưa rõ Ukraine có triển khai các hỏa thần nhiệt áp thu được của Nga trên chiến trường hay không. Tuy nhiên chắc chắn rằng Tosh 1A sẽ cải thiện đáng kể hỏa lực của quân đội Ukraine. Tosh 1A là hệ thống pháo phản lực đa nòng thời Liên Xô, có khả năng bắn tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp. Các tên lửa này lần đầu tiên được thiết kế vào những năm 1980 để tấn công các vị trí kiên cố và tiêu diệt phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Các thành phần của hệ thống bao gồm xe chiến đấu BM-1 và khung gầm xe tăng T-71A được tân trang. Nó có thể chứa 24 tên lửa nhiệt áp được bắn ở trong tối đa 12 giây. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận liên quan đến thông tin trên. Trong khi đó, các chiến thần tiên tiến của phương Tây dự kiến tiếp tục đổ về Ukraine. Reuters hôm 20 tháng 4 cho biết là Đan Mạch và Hà Lan đã tuyên bố sẽ cùng tặng 14 xe tăng báo đốm đưa 2 cho Ukraine. Trong tuyên bố chung, Đan Mạch và Hà Lan cho biết các xe tăng Leopard 2A4 sẽ được mua từ bên thứ ba và tân trang, dự kiến được giao vào quý 1 năm 2024. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Joel Paulsen nói, điều vô cùng quan trọng để thắp sáng hy vọng về một châu Âu hòa bình và an toàn là chúng ta không được để người Ukraine đơn thân độc mã trong trận chiến với Nga. Được biết, hồi tháng 2, Đan Mạch, Đức và Hà Lan cũng tuyên bố sẽ tập hợp các nguồn lực để phục hồi ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cũ từ kho công nghiệp và cấp chúng cho Ukraine trong năm nay và năm tới. Đáng chú ý, The Guardian hôm 20 tháng 4 đưa tin Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine lần đầu tiên kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra. Hôm 20 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm đầu tiên đến Kiev nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine giữa bối cảnh quốc gia Đông Âu chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Chuyến công du của vị lãnh đạo diễn ra sau sự kiện NATO kết nạp thêm thành viên Phần Lan. Dự kiến Thụy Điển cũng sẽ gia nhập khối liên minh quân sự phương Tây trong tương lai gần. Theo trang tin của Ấn Độ, Republic World, trong chuyến thăm Litva, Ngoại trưởng Estonia Margot Stagna đã nhấn mạnh, NATO cần vạch ra một lộ trình rõ ràng để thúc đẩy tư cách thành viên của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Cụ thể, trong cuộc gặp với người đồng cấp Litva, Gabrielius lasbergis ông Tashagna nói, hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức ở Vilnius phải đưa ra thông điệp rõ ràng cùng những bước cụ thể để Ukraine gia nhập NATO. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng Thụy Điển sẽ trở thành thành viên NATO vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Vị ngoại trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine, chúng ta phải tăng cường trừng phạt Nga, hạ giá dầu và tiếp tục cô lập kẻ gây hấn. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh NATO có ý kiến cho rằng các đồng minh phương Tây sẽ tiếp tục tuyên bố hỗ trợ Ukraine bất chấp cảnh báo từ điện Kremlin. Sputnik News hôm 20 tháng 4 dẫn lời một quan chức cấp cao của EU cho biết Liên minh châu Âu đã đạt giới hạn trong việc ban hành các biện pháp trừng phạt mới lên Nga. Tại sao như vậy? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu. Theo Sputnik, nhiều quan chức EU thừa nhận rằng nền kinh tế Nga không bị ảnh hưởng trong các lĩnh vực mà EU đã giáng đòn trừng phạt. Trái lại, những lĩnh vực đó lại vô cùng quan trọng đối với nhiều quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Do đó, các biện pháp rắn tay hơn với Nga đều có thể bị phủ quyết. Một quan chức đang làm công tác chuẩn bị cho gói trừng phạt tiếp theo nhắm vào Nga cho biết, các đòn dáng mới lên Moscow có vẻ như sẽ hạn chế việc mở rộng danh sách những cá nhân bị trừng phạt. Bên cạnh đó, EU sẽ tìm cách thắt chặt các biện pháp hiện có bằng cách đắp các lỗ hổng trong lệnh trừng phạt. Được biết kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, các quốc gia phương Tây bao gồm EU đã tung ra các đợt trừng phạt sâu rộng chưa từng có lên Nga. Cho đến nay, Liên minh châu Âu đã áp đặt 10 gói trừng phạt nhắm vào Moscow. Tiếp đó, một thống đốc Nga hôm 20 tháng 4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh rằng Minsk và Moscow có thể cùng nhau đứng vững trước mọi âm mưu từ Đức Quốc xã thời hiện đại hay các thế lực quỷ quyệt khác nhằm lôi kéo hai nước vào Thế chiến thứ ba. Trong cuộc gặp với thống đốc Saint Petersburg Alexander Beklov của Nga, ông Lukashenko nói rằng chúng ta có thể thấy Đức Quốc xã, phát xít và các thế lực hủy diệt khác đang cố gắng viết lại lịch sử, phủ nhận mọi đóng góp của Nga và Belarus. Họ biện minh cho mọi tội ác của mình từ quá khứ cho đến ngày nay. Thông qua xung đột ở Ukraine, họ đang cố gắng lôi kéo chúng ta vào thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng họ đã thất bại trong nỗ lực tiêu diệt chúng ta và mọi âm mưu tương tự ở thời điểm hiện tại chắc chắn cũng sẽ đi vào ngõ cụt, nhà lãnh đạo nhấn mạnh. Ông Lukashenko còn nói rằng ông không biết nơi nào hứng chịu nhiều nỗi đau chiến tranh như vùng xanh Petersburg thuộc Nga ngày nay và Belarus. Vị tổng thống nhấn mạnh Nga và Belarus còn nhiều việc phải làm để củng cố liên minh. Theo ông, đây là thành trì của tự do và sự thật đối với cộng đồng các quốc gia độc lập và thậm chí hơn thế. Thời gian qua, nhiều nước châu Âu đã có biện pháp cứng rắn với các đồ hàng xuất khẩu của Ukraine. Ở mới nhất, theo một quan chức Hungary, nước này sẽ giữ nguyên lệnh cấm tạm thời nhập khẩu ngũ cốc và một số loại nông sản từ Ukraine. Ngoài ra thì nông dân Hungary sẽ được bồi thường thiệt hại bởi ngũ cốc của Ukraine có giá rẻ hơn. TASS ngày 20 tháng 4 cho hay. Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary, ông Isvan Neky, đã tham gia đàm phán với Ủy ban Châu Âu EC cùng bộ trưởng của các quốc gia trung ngầu khác. Ngày 19 tháng 4, ông nói, trong các cuộc đàm phán với EC, Hungary đã cố giữ nguyên các kết quả và chính sách liên quan đến lệnh nhập khẩu nông sản Ukraine. Trao đổi với hãng tin MTI tại Bruxelles, ông cũng lưu ý rằng EC đã đồng ý với khoản viện trợ tài chính cho nông dân ở 5 quốc gia Trung Âu với số tiền là 100 triệu euro. Bộ trưởng cho biết các cuộc đàm phán thảo luận về những sản phẩm nào sẽ nằm dưới lệnh cấm nhập khẩu ngoài 4 nông sản chính bao gồm lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương. Ông được ghi lưu ý chính quyền Hungary sẽ đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine qua lãnh thổ nước này để chúng được đưa đến các thị trường khác ở châu Á, châu Phi. Cũng trong ngày 19 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ sẵn sàng đưa ra các hạn chế cấp độ EU đối với việc nhập khẩu một số loại nông sản của Ukraine. Động thái diễn ra sau khi Bulgaria, Hungary, Ba Lan và Slovakia quyết định tạm ngưng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Kiev. Hàn Quốc gần đây đã bất ngờ để ngỏ khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine. À nói về động thái này, văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 20 tháng 4 tuyên bố ở bất kỳ quyết định nào về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev sẽ phụ thuộc vào hành động của Moscow. Theo John Harp đưa tin, tổng thống Yoon Suk-yeol đã báo hiệu một thay đổi lớn trong chính sách của Hàn Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông nói rằng Seoul để ngỏ khả năng gửi vũ khí cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra ở Đông Âu một quan chức cấp cao thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, những tuyên bố của tổng thống là phản ứng thông thường và có nguyên tắc. Các nhà chức trách Nga đang bình luận về một điều chưa xảy ra, nhưng chúng ta có thể nghĩ ngược lại rằng hành động của Hàn Quốc trong tương lai sẽ phụ thuộc vào Nga. Ngày 19 tháng 4, Điện Kremlin cảnh báo việc Hàn Quốc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine đồng nghĩa với việc Seoul tham gia vào cuộc xung đột. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev còn mượn Triều Tiên để gửi thông điệp đến Hàn Quốc. Tôi tự hỏi người dân Hàn Quốc sẽ nói gì khi nhìn thấy những vũ khí mới nhất của Nga xuất hiện tại Triều Tiên, người hàng xóm gần nhất của họ và là đối tác của chúng tôi. Ông Medvedev đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho hay. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên cho biết trên thực tế, ở Mỹ đã tham gia phổ biến vũ khí hạt nhân ở châu Á, bao gồm việc chuyển giao tàu ngầm hạt nhân cho Úc. Trả lời phỏng vấn hạ thông tấn TASS hôm 19 tháng 4, đặc phái viên Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh cho rằng việc Hoa Kỳ và Anh chuyển giao tàu ngầm cho Úc là một hành động không hợp lệ. Với bản chất, thỏa thuận giữa ba quốc gia đã phổ biến vũ khí hạt nhân và tạo ra mối đe dọa đối với sự ổn định trong khu vực. Đặc phái viên Trung Quốc cáo buộc Mỹ là quốc gia khởi xướng và gây ra sự bất ổn. Hoa Kỳ đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương giả vờ thúc đẩy hòa bình và minh bạch, nhưng trên thực tế đang tập hợp các liên minh nhằm kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Mặc dù vậy, Bắc Kinh sẽ kiên định với mục tiêu bảo vệ hòa bình thế giới bằng những hành động thiết thực. Theo đó, Trung Quốc sẽ hợp tác với các quốc gia khác dựa trên cơ sở thảo luận cùng phát triển. Đồng thời, Bắc Kinh sẽ đảm bảo chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia bằng cách xây dựng lực lượng quân đội mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ với mục đích bảo vệ lãnh thổ mà còn góp phần đảm bảo hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Đặc phái viên Trung Quốc khẳng định. Được biết, ba quốc gia thuộc Liên minh AUKUS là Mỹ, Anh và Úc đã công bố thỏa thuận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào tháng trước, đồng thời khẳng định tuân thủ các tiêu chuẩn không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Bắc Kinh phản đối thỏa thuận và cáo buộc AUKUS ép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA miễn trừ cho thỏa thuận. Tổng giám đốc IAEA lên tiếng bác bỏ cáo buộc và khẳng định sẽ thanh tra chặt chẽ các tàu ngầm hạt nhân chuyển giao cho Úc. Ở diễn biến khác, NHK ngày 20 tháng 4 đưa tin Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc vì không cung cấp đầy đủ thông tin trước khi phóng tên lửa mang theo vệ tinh thời tiết. Tokyo nói rằng vụ phóng có thể đe dọa đến sự an toàn của các tàu trong vùng biển Nhật Bản. Trước khi vụ phóng diễn ra vào hồi cuối tuần qua, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ áp đặt vùng cấm bay tạm thời phía Bắc Đài Loan vì các bộ phận tên lửa có thể rơi vào khu vực được chỉ định. Bắc Kinh cũng tuyên bố cấm tàu thuyền qua lại các khu vực này. Trước động thái trên, Nhật Bản đã yêu cầu phía Trung Quốc đưa ra lời giải thích và kêu gọi nước này ngăn chặn bất kỳ tác động nào đối với tàu và máy bay vì một phần vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản cũng nằm trong khu vực được chỉ định. Phát biểu tại một cuộc họp ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nhật Bản, Hayashi Yoshimasa cho rằng rất đáng tiếc khi Trung Quốc tiến hành vụ phóng mà không cung cấp thông tin chi tiết. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối thông qua các kênh ngoại giao và hối thúc mạnh mẽ Trung Quốc ngăn chặn sự việc tái diễn. Theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, vệ tinh thời tiết Fengyuan 3G đã được phóng thành công từ tỉnh Cam Túc lúc 9 giờ 36 phút sáng 16 tháng 4 theo giờ địa phương. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, một số mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống vùng biển gần đảo Đài Loan nhưng không gây ra đe dọa gì. Theo TASS, Hải quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA đã tuyên bố tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực lân cận tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào ngày 21 đến 23 tháng 4. Thông tin trên được công bố trên trang web của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA. Bắc Kinh đã công bố tọa độ các khu vực dùng để tập trận. Những nơi này sẽ tạm thời cấm lưu thông hàng hải trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 4. Trước đó, sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hồi đầu tháng 4, Trung Quốc đã phát động một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kéo dài 3 ngày xung quanh đảo Đài Loan. Trong đó, quân đội của Bắc Kinh đã diễn tập phong tỏa Đài Loan trên không và trên biển. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng thu hồi bằng vũ lực nếu cần. Taiwan News cho biết đơn vị phòng thủ Bành Hổ Hồ thuộc lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật hàng tháng và sáng ngày 19 tháng 4, các binh sĩ đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để diễn tập tấn công các mục tiêu. Đây là nỗ lực duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu giữa lúc căng thẳng giữa hòn đảo và ông lớn bên kia eo biển không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc tập trận bắt đầu với việc các binh sĩ diễn tập tấn công bằng lựu pháo M114 và M101 cùng súng cối 120 mm Lực lượng phòng thủ cũng bắn súng máy và tấn công hỏa lực. Xe tăng M60A3 sau đó diễn tập đổ bộ bãi biển và tiêu diệt lực lượng địch mô phỏng. Cuối cùng, các nhóm phòng vệ thực hiện nội dung phản công để ngăn chặn kẻ thù mô phỏng tiếp cận bãi biển. Đơn vị phòng thủ banh hổ tuyên bố sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và tuân thủ nguyên tắc đề phòng chứ không tìm kiếm xung đột, cùng với quyết tâm ứng phó với xung đột thay vì trốn tránh. Đơn vị cũng tập trung đưa các tình huống thực tế trên chiến trường hiện đại vào huấn luyện để nâng cao kỹ năng chiến đấu cũng như khả năng phòng thủ cho binh sĩ. Cũng liên quan khu vực châu Á ngày 20 tháng 4, Moscow Time, dẫn lời một quan chức Nga thông báo chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã bị cách chức. Động thái diễn ra sau khi hạm đội này được lệnh tiến hành tập trận tác chiến bất ngờ nhằm đẩy lùi một cuộc đổ mộ mô phỏng của kẻ thù. Đặc phái viên Tổng thống Nga Yuri Trutnev cho biết là đô đốc Sergey Avakia, 66 tuổi, người đã chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương từ năm 2012, hiện sẽ chuyển sang dẫn dắt một tổ chức giám sát về huấn luyện quân sự và giáo dục lòng yêu nước. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga chưa bình luận về việc cải tổ trên. Theo Moscow không có thông tin công khai về người sẽ thay thế đô gốc Shekey Vào thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Sugo đã đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao để tiến hành tập trận ở phía nam biển Okhotsk. Cuộc diễn tập mô tả hành động tác chiến nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay vào đảo Sakhalin và quần đảo Kuril. Quần đảo Kuril cũng là tâm điểm của cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ giữa Moscow và Tokyo, khiến hai nước không thể ký hiệp ước hòa bình chính thức để chấm dứt thế chiến thứ hai. Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết là ông sẽ tìm kiếm những kết quả rõ ràng trong việc đối phó với Bình Nhưỡng tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với tổng thống Mỹ Joe Biden, theo đài NHK ngày 20 tháng 4 cho hay. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Reuters trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tuần tới. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ nâng cấp khả năng gian đe đối với Triều Tiên bằng cách tăng cường khả năng giám sát, do thám và phân tích tình báo, cũng như phát triển vũ khí mới. Về vấn đề Ukraine, Tổng thống Yoon tuyên bố Hàn Quốc có thể hỗ trợ Kiev ngoài viện trợ nhân đạo và tài chính nếu xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn và dân thường. Bình luận của nhà lãnh đạo báo hiệu một thay đổi lớn khi Hàn Quốc từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ. Nhưng đài KBS của Hàn Quốc trích dẫn một nguồn tin tại văn phòng tổng thống nói rằng khả năng xảy ra thay đổi như vậy vào thời điểm này là rất thấp. Chuyển sang các tin tức xã hội đáng quan tâm, NHK hôm 20 tháng 4 đưa tin các chuyên gia Nhật Bản nói rằng làn sóng COVID-19 thứ 9 có thể khiến cho nhiều người ở nước này thiệt mạng, nhất là người lớn tuổi. Bốn chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản bao gồm ông Wakita Takaji, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia của Bộ và giáo sư Oshitani Hitoshi từ Đại học Tohoku đã soạn tài liệu về nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 9 ở nước này. Tài liệu đã chỉ ra tình trạng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở nhiều khu vực của Nhật Bản khi các hạn chế đề phòng dịch đã được nới lỏng. Các chuyên gia đã tiến hành một khảo sát hồi tháng 2 và tháng 3, trong đó chỉ ra chỉ 32,1% dân số Nhật Bản đã nhiễm virus và có kháng thể. Tỷ lệ người dân có kháng thể chiếm tỷ lệ thấp, do đó làn sóng nhiễm COVID-19 thứ 9 có thể lan rộng và nguy hiểm hơn so với đợt lây nhiễm thứ 8 vào mùa đông năm ngoái. Tài liệu cũng cho thấy nếu tỷ lệ người dân tiêm vaccine duy trì ở mức thấp, trong trường hợp xuất hiện làn sóng lây nhiễm lớn hơn, khi đó số ca tử vong sẽ ở mức cao hơn so với nhiều quốc gia khác. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra các trường hợp tử vong có khả năng sẽ xảy ra ở người lớn tuổi, do dân số Nhật Bản đang già hóa. Các chuyên gia khuyến nghị giới chức Nhật Bản tiếp tục cung cấp các mũi vaccine tăng cường, nhất là cho người già, đồng thời các cơ sở y tế và phòng khám nên duy trì các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm. Reuters dẫn một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc của UNICEF cho thấy, trong thời gian trải qua đại dịch COVID-19, nhiều người tỏ ra hoài nghi về tầm quan trọng của các loại vaccine dành cho trẻ em, ở vốn để phòng ngừa các bệnh nguy hiểm như là sởi và bại liệt. Cuộc khảo sát được thực hiện ở 52 trong số 55 quốc gia cho thấy niềm tin của công chúng về vaccine dành cho trẻ em đã suy giảm từ năm 2019 đến 2021. UNICEF cho biết dữ liệu trên là một dấu hiệu cảnh báo về tình trạng công chúng ngày càng nghi hoặc về hiệu quả của vaccine do bị tác động từ thông tin sai lệch sự mất lòng tin vào chính phủ và tình trạng phân cực chính trị. Bà Catherine Rocha, giám đốc điều hành UNICEF cho biết, chúng tôi không thể để sự suy giảm lòng tin vào vaccine gây ra những hậu quả tai hại trong trường hợp đại dịch xảy ra. Trẻ em có thể thiệt mạng do bệnh sởi, bạch hầu hoặc các căn bệnh khác. Sự thay đổi niềm tin đối với vaccine trở thành dấu hiệu đáng ngại đã ghi nhận tình trạng sụt giảm số lượng trẻ em được tiêm vaccine, nhất là trong giai đoạn COVID-19 hoành hành, khiến mọi hoạt động bị gián đoạn, đã có 67 triệu trẻ em bị lỡ một hoặc nhiều loại vaccine quan trọng trong giai đoạn đại dịch. Giới chức đang nỗ lực bổ sung, nhưng gặp nhiều khó khăn do các đợt bùng phát dịch mới. Báo cáo của UNICEF chỉ ra niềm tin vào vaccine ở các nước khác nhau. Ở nhiều quốc gia như là Papua New Guinea và Hàn Quốc, tỷ lệ người dân đồng ý với tuyên bố vaccine rất quan trọng với trẻ em đã giảm 44%. Tỷ lệ ở Ghana, Senegal và Nhật Bản chỉ khoảng 30%. Tại Mỹ, tỷ lệ giảm xuống 13,6%. Trong khi đó, ở Ấn Độ, Trung Quốc và Mexico, niềm tin vào vaccine vẫn được duy trì hoặc gia tăng. Báo cáo chỉ ra niềm tin vào vaccine có thể thay đổi và kết quả trên không biểu trưng cho xu hướng lâu dài. Mặc dù tỷ lệ tin tưởng vaccine giảm, hơn 80% người tham gia khảo sát ở khoảng 50% quốc gia vẫn công nhận vaccine dành cho trẻ em, vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm 20 tháng 4 cho biết là truyền thông phương Tây đã phiến diện khi đưa tin dân số Ấn Độ đang vượt qua Trung Quốc, kèm nhiều dự đoán tiêu cực về sự phát triển của Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc phản đối việc phương Tây đánh đồng quy mô dân số với thành tựu phát triển của Trung Quốc. Dữ liệu do Liên Hợp Quốc công bố hôm 19 tháng 4 cho thấy là Ấn Độ đã vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới và sẽ có dân số hơn Trung Quốc đến 3 triệu người nữa vào giữa năm nay. Truyền thông Trung Quốc cho rằng truyền thông phương Tây đang tiếp cận thông tin trên theo hướng tiêu cực để bôi xấu Bắc Kinh. Đài CCTV đã gai gắt bình luận rằng truyền thông phương Tây trong những năm gần đây đã nêu lên quan ngại rằng Trung Quốc đang gặp rắc rối lớn trong nỗ lực phát triển đất nước. Khi lợi tức dân số của Bắc Kinh giảm, khả năng tăng trưởng kinh tế cũng giảm theo. Tình hình trên cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. CCTV cho biết, truyền thông phương Tây đã vu khống cho rằng Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và tạo nên nền kinh tế bứt phá thần kỳ, chủ yếu nhờ dân số cực đông. CCTV cho rằng phương Tây chỉ đơn giản là đang đánh đồng quy mô dân số và thành tựu phát triển của Trung Quốc. Mỹ đang tăng cường nỗ lực ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc và gieo rắc chia rẽ. Họ cũng phản ứng thái quá, cương điệu hóa dữ liệu từ báo cáo của Liên hợp quốc. Những lời thổi phồng của truyền thông phương Tây cho thấy sự thiếu hiểu biết cơ bản về quy luật phát triển dân số. Với sự phát triển của xã hội loài người hiện nay, việc giảm tỷ lệ sinh và người dân ít sẵn sàng sinh con là vấn đề chung mà toàn thế giới phải đối mặt. Chính các nước phát triển ở phương Tây cũng thường xuyên đối mặt với vấn đề thiếu lao động, CCTV bình luận. Được biết năm ngoái dân số Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm lần đầu tiên sau 6 thập kỷ, chính thức mở ra giai đoạn suy giảm dân số. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết lợi tức dân số không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn dựa vào chất lượng. Dân số là quan trọng nhưng tài năng cũng quan trọng. Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp tích cực để đối phó với tình trạng già hóa dân số, ông Vương khẳng định trước báo giới. Nghị viện châu Âu vừa thông qua quy định mang tính bước ngoặt để chống lại hành vi phá rừng với nội dung cấm nhập khẩu cà phê, thịt bò, đậu nành và các mặt hàng khác vào EU nếu những sản phẩm này có liên quan đến hành vi phá rừng trên thế giới. Reuters hôm 19 tháng 4 đưa tin quy định này sẽ yêu cầu các công ty bán hàng hóa vào Liên minh châu Âu phải đưa ra tuyên bố thẩm định và bằng chứng cho thấy hàng hóa của họ không được trồng trên đất bị phá rừng sau năm 2020, nếu không sẽ bị phạt nặng. Với mục tiêu loại bỏ nạn phá rừng khỏi chuỗi cung ứng đối với các sản phẩm được tiêu thụ hàng ngày ở châu Âu, quy định mới sẽ áp dụng cho đậu nành, thịt bò, dầu cọ, gỗ, cà phê, cao su và nhiều sản phẩm khác. Luật không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Indonesia và Malaysia lên tiếng cáo buộc quy định mới làm hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của hai quốc gia này. Được biết EU là nhà nhập khẩu dầu cọ lớn thứ ba thế giới, nhưng Malaysia cho hay có thể ngừng xuất khẩu dầu cọ sang EU nếu áp dụng quy định mới, khi các hộ sản xuất dầu cọ nhỏ cảnh báo không thể tuân thủ các yêu cầu của EU để chứng minh nguồn gốc hàng hóa bởi không có dữ liệu địa lý để định vị một cách chính xác. Theo Reuters, luật đã được Nghị viện EU thông qua sau khi được phần lớn các quan chức EU đồng ý vào năm ngoái. Trước khi có hiệu lực, luật cần có sự chấp thuận chính thức từ các quốc gia EU. Theo đó, kể từ thời điểm được ban hành chính thức, các công ty lớn sẽ phải có 18 tháng để tuân thủ và thời gian để các công ty nhỏ hơn tuân thủ là 24 tháng. Sau khoảng thời gian trên, các công ty không tuân thủ có thể sẽ bị phạt tới 4% doanh thu và các quốc gia thành viên EU sẽ tiến hành kiểm tra để thực thi các quy định. Được biết 10% lượng khí thải nhà kính tăng lên mỗi năm trên toàn cầu xuất phát từ hành vi phá rừng quy định mới của EU là một giải pháp mang tính bước ngoặt nhằm chống lại quá trình biến đổi khí hậu trên thế giới. Tình hình Sudan vẫn xáo trộn nghiêm trọng do xung đột phe phái. Một phụ nữ đã bày tỏ sợ hãi trước cuộc xung đột vũ trang, đồng thời bày tỏ hy vọng căng thẳng sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Anna, cư dân ở Khartoum chia sẻ với GGTN rằng, cuộc xung đột đã khiến cư dân thủ đô Sudan mất ngủ suốt nhiều đêm. Cô Anna nói, tôi đang ở quận Antuman của Khartoum. Tình hình thật tồi tệ, ở đây không an toàn, vì sợ hãi mà gia đình chúng tôi không thể ngủ được trong 4 ngày qua. Anna cho biết, số thương vong do xung đột tiếp tục gia tăng, một số người quen của cô cũng đã bị thương. Chúng tôi hy vọng các cuộc đụng độ sẽ kết thúc, an ninh sẽ trở lại với Sudan để người dân được an toàn và trở lại cuộc sống bình thường, Anna nói. Tính đến hôm nay, tình trạng bất ổn ở Sudan đã bước sang ngày thứ 6. Tổ chức Y tế Thế giới WHO trích thông tin từ Bộ Y tế Sudan cho biết khoảng 270 người đã thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương do các cuộc đụng độ quân sự giữa quân đội Sudan SAF và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Ở Malaysia, một nhóm tình nguyện viên đang tìm cách chống tình trạng lãng phí thực phẩm, đồng thời giảm nạn đói trong tháng lễ Ramadan bằng cách gom thức ăn thừa từ các chợ thực phẩm và tặng cho người nghèo. Reuters hôm 20 tháng 4 cho biết. Các tình nguyện viên từ tổ chức phi lợi nhuận Jema đã đến 50 khu chợ Ramadan trên khắp đất nước và trao đổi với những người bán thực phẩm để gom thức ăn thừa. Tình nguyện viên Umi Kelatun Afghani nói với Reuters rằng họ đã gom hơn 20.000 kg thức ăn thừa từ 55 khu chợ ở Kuala Lumpur trong 3 tuần của tháng ăn chay. Sau khi thu gom, thực phẩm sẽ được cân và đóng gói lại trước khi phân phối. Theo Tập đoàn Quản lý Chất Thải Rắn và Vệ sinh Công Cộng của Malaysia, trong tháng Ramadan năm ngoái, hơn 250.000 chất thải rắn đã được thu gom 44,5% trong số đó là chất thải thực phẩm. SVK Corp ước tính, trong năm nay, nếu không có biện pháp xử lý, có thể người dân Malaysia sẽ thải ra thêm 75.000 tấn chất thải thực phẩm trong tháng Ramadan. Được biết, sáng kiến gom thức ăn thừa đã được đưa ra vào năm 2016 và được người dân hoan nghênh. Abigua Chale, một cư dân địa phương được hỗ trợ thức ăn từ sáng kiến, chia sẻ, sẽ thật lãng phí nếu những phước lành đó bị bỏ đi Thay vào đó, họ đã đóng gói đồ ăn và giúp những người trong nhóm thu nhập thấp. Ở cuối bản tin là những tin tức giải trí thú vị. Thưa quý vị, cư dân thị trấn Eshmore của bang Tây Úc, hôm 20 tháng 4 đã hào hứng nhìn ngắm hiện tượng nhật thực lai hiếm gặp. Thời gian mặt trời bị che khuất hoàn toàn kéo dài 58 giây, nhưng với giới quan sát thiên văn, sự kiện nhật thực toàn phần ngày 20 tháng 4 diễn ra trong hơn 3 giờ. Nhật thực lai lần này là sự kết hợp của hai hiện tượng nhật thực toàn phần. Mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, và nhật thực hình khuyên, mặt trăng che khuất mặt trời tại khoảng cách rất xa, để lại vòng tròn lửa ở quanh rìa. Do đó sẽ có hai hiện tượng nhật thực toàn phần và nhật thực hình khuyên diễn ra trong suốt quá trình. Nhật thực lai tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2031. Thưa quý vị, bộ xương khủng long t khổng lồ, sinh vật từng thống trị mặt đất hàng triệu năm trước vừa được bán đấu giá ở Zurich, Thụy Sĩ vào hôm 18 tháng 4. Mức giá được chốt cho bộ xương khủng long này là 5,5 triệu franc Thụy Sĩ tương đương với 6,13 triệu đô la Mỹ. Với chiều cao 3,9 m, dài 11,6 m, đây là bộ xương t thứ ba từng được bán đấu giá trên thế giới và là lần đầu tiên ở châu Âu. Nó được cho là có tuổi đời khoảng 67 triệu năm. Bộ xương có giá 4,8 triệu franc Thụy Sĩ, thấp hơn giá trị ước tính từ 5 triệu đến 8 triệu franc. Nhưng giá bán cuối cùng cao hơn do phí bảo hiểm và một số chi phí khác churen Kol, chủ sở hữu và giám đốc điều hành của Kol Auction. Nhà đấu giá lớn nhất Thụy Sĩ cho biết là bộ xương khủng long đã được một nhà cổ sinh vật học người Đức giám định. Kol Auction. Không tiết lộ danh tính của người mua, hai bộ xương t khác đều được phát hiện ở Bắc Mỹ đã được bán đấu giá với số tiền lần lượt là 8,4 triệu và 31 triệu đô la vào năm 1998 và 2020 ở Iraq, các thành viên của cộng đồng người Yazidi vừa qua đã tập trung về ngôi đền linh thiêng tại thành phố Lalis để tổ chức các hoạt động mừng năm mới truyền thống. Trong trang phục truyền thống, những người Yazidi sẽ thực hiện các nghi thức cổ xưa tại đền Lalis 4.000 năm tuổi miền Bắc Iraq, gồm thắp nến trên đá, đốt đuốc và gõ vào những quả trứng đã được luộc chín và phủ đầy màu sắc. Ông Lokman Suleiman, Đại diện Đền Lolis cho biết, năm mới là một trong những ngày lễ lâu đời của người Yazidi. Nó diễn ra vào ngày thứ tư đầu tiên của tháng tư theo lịch đông phương, đánh dấu sự ra đời của trái đất. Những trái trứng luộc tượng trưng cho sự hình thành của trái đất còn màu sắc đại diện trong môi trường tự nhiên. Người Yazidi là một cộng đồng tôn giáo sống độc lập tập trung phần lớn khoảng 1,6 triệu người ở khu vực Kurdistan phía Bắc Iraq. Trong quá khứ, hàng nghìn người Yazidi đã bị sát hại và có khoảng 7.000 phụ nữ bị phiến quân IS bắt làm nô lệ khi tổ chức cực đoan này chiếm thành phố chuyên vào tháng 8 năm 2014, trước khi nơi này được giải phóng vào cuối năm 2015. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.